Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam hiện xuất khẩu thịt sang các nước láng giềng như Lào, Myanmar, và một số nước ở phương Tây như Pháp, Canada, Mỹ, trong đó Hồng Kông, Trung Quốc đang là thị trường nhập khẩu thịt lợn lớn nhất của Việt Nam. Thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông, chủ yếu là thịt heo sữa nguyên con đông lạnh, thịt heo nguyên con đông lạnh. Chứ hiện nay vẫn chưa được xuất khẩu heo sống. Và điều này cũng ít nhiều giảm áp lực lên giá heo hơi ở trong nước. Ghi nhận trong ngày hôm nay, hầu hết các địa phương có xu hướng đi ngang. Mức giá bình quân ở các tỉnh thành trên phạm vi cả nước trong ngày hôm nay là 65.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên cũng có những địa phương có mức giá cao hơn từ 2 cho đến 3 giá và heo xấu cũng có mức giá thấp hơn con số này. Cũng theo nhận định của Cục chăn Nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi lây lan tại một số địa phương nên giá heo hơi có xu hướng chững lại những hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã ngừng tái đàn. Trong khi đó, nhìn chung, nguồn thịt trên thị trường trong nước không có nhiều biến động lớn, đặc biệt là nguồn cung hiện nay vẫn khá ổn định. Đồng thời, các tỉnh thành hiện nay cũng đang đẩy mạnh tiêm phòng vaccine cho đàn heo. Khi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay không có sự biến động, mức giá cao vẫn được duy trì ở nhiều địa phương thuộc khu vực phía Bắc. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi vẫn có mức giá từ 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg thậm chí bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương ở thị trường miền Bắc đối với những đàn heo đẹp còn có mức giá 69.000 đồng. Riêng các tỉnh ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ phải kể đến khu vực Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương hay khu vực Hà Nam. Trong ngày hôm nay, các địa phương này có mức giá cao nhất là 68.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu vực Trung Du như Phú Thọ hay Thái Nguyên cũng duy trì mức giá cao trong ngày hôm nay, phổ biến khung giá từ 65 cho đến 68.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi khi nhiều nơi cũng báo giá từ 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương còn lại ở khu vực phía Bắc như một số địa phương ở khu vùng cao Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn hay kéo sang tận khu vực Sơn La, Lai Châu và Điện Biên trong ngày hôm nay giữ mức ổn định. Mức giá bình quân trong ngày hôm nay là từ 65 cho đến 67.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Trong khi đó, nhiều địa phương ở khu vực miền Trung mức giá đã thấp hơn khu vực này khá nhiều. Một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khó giữ được mức giá 67.000 đồng trong ngày hôm nay. Nhiều nơi chỉ báo giá 64 cho đến 65.000 đồng. Riêng khu Quảng Bình, Quảng Trị hay Thừa Thiên Huế thậm chí có những nơi chỉ báo giá 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ giá heo cũng không có sự đồng nhất khu vực Bình Định hay Khánh Hòa có mức giá bình quân 62 cho đến 63.000 đồng. Còn đối với khu Ninh Thuận, Bình Thuận có mức giá từ 63 cho đến 66.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi về giá. Đáng chú ý theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý 1 năm 2024, lượng heo giống nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 500 con. Con số này là khá ít và chỉ bằng khoảng 10% tổng lượng heo giống nhập khẩu trong năm 2023. Điều này có thể dự báo trước nguồn cung ra thị trường trong thời gian tới sẽ vẫn ở mức thấp. Trong điều kiện nguồn cung hạn chế, dịch bệnh còn phức tạp, dự báo giá hơi có thể sẽ tăng lên ngưỡng 75.000 đồng trên 1 kg vào cuối năm, cũng như nửa đầu năm 2025. Còn đối với các tỉnh ở khu vực phía Nam trong ngày hôm nay, hầu như các địa phương đi ngang một số địa phương duy trì mức giá 65 cho đến 66.000 đồng ở cả khu vực miền Đông và khu vực miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên cũng có những địa phương chưa đán mức giá 63 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Những đàn heo xấu hơn thì có mức giá này. Trong ngày hôm nay, thủ phủ chăn nuôi heo ở Đồng Nai có mức giá 65 cho đến 66.000 đồng. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu hay Bình Dương cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Các tỉnh ở thị trường miền Tây như Bến Tre giao động mức giá 64 cho đến 66.000 đồng. Tuy nhiên để đạt được mức 65-66 thì phải đối với những đàn heo đẹp các bạn nhé. Thuộc Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ hay là đối với tỉnh Bạc Liêu cũng có mức bình quân 65.000 đồng trên 1 kg. An Giang, Đồng Tháp, khu vực Long An cũng không có sự thay đổi. Ngay như Sóc Trăng trong ngày hôm nay, những đàn heo đẹp bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương cũng duy trì mức giá 64 cho đến 65.000 đồng. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay. Thủ đô Hà Nội suy trì mức giá từ 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương trong ngày hôm nay, những đàn heo đẹp có mức giá 66 cho đến 68.000 đồng, xấu hơn thì ở mức 64 cho đến 65.000 đồng. Hải Phòng 66.000 đồng trên 1 kg khu vực Hưng Yên trong ngày hôm nay đa phần các hộ trăn nuôi báo giá 67.000 đồng. Trên địa bàn Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay không có sự thay đổi về giá, mức giá 65 cho đến 67.000 đồng là mức giá chung ở khu vực này như khu Lập Thạch, Sông Lô hay khu Tam Dương, Tam Đảo cũng đang duy trì mức giá này. Bắc Ninh phổ biến mức giá dao động 65 cho đến 66.000 đồng, khu Yên Phong, lương tài của tỉnh Bắc Ninh đang có mức giá này. Nam Định 65.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình phối mức giá từ 66 cho đến 68.000 đồng. Ninh Bình 65 cho đến 66.000 đồng. Trên địa bàn Hà Nam trong ngày hôm nay có mức giá dao động từ 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu Tây Bắc như Sơn La 64 cho đến 65.000 đồng. Lai Châu và Điện Biên không có sự thay đổi với mức giá bình quân từ 64 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình 64 cho đến 65.000 đồng. Khu Tân Lạc hay Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình đang duy trì khung giá này. Thái Nguyên trong ngày hôm nay ở khu vực Phổ Yên, Đại Từ có mức giá dao động từ 65 cho đến 67.000 đồng. Phú Thọ cao nhất cũng duy trì mức giá 67.000 đồng trên 1 kg ở huyện Phú Ninh, Thanh Sơn, Thanh Thủy. khục Đoan Hùng có mức giá 65 cho đến 66.000 đồng. Bắc Cạn trong ngày hôm nay phổ biến khung giá từ 65 cho đến 66.000 đồng. Tuyên Quang duy trì mức giá 64 cho đến 67.000 đồng. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu Yên Sơn có mức giá bình quân 65 cho đến 66.000 đồng trong ngày hôm nay. Quảng Ninh 66.000 đồng, Lạng Sơn 65.000 đồng trên 1 kg. Cục Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay duy trì khung giá từ 64 cho đến 66.000 đồng. Bắc Giang 66 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg đối với những đàn heo đẹp. Heo xấu thì phổ biến 64 cho đến 65.000 đồng. Cao Bằng ở khu Trùng Khánh và Hòa An có mức giá bình quân 65.000 đồng. Hà Giang cũng duy trì khung giá như vậy. Trong khi đó, một số địa phương ở khung miền Trung như Thanh Hóa phổ biến mức giá 63 cho đến 66.000 đồng. Nghệ An ở khu Nghĩa Đàn có mức giá 64.000 đồng trên 1 kg. Tân Kỳ, khu vực Thanh Trương có mức giá 64 cho đến 65.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Hà Tĩnh phổ biến mức giá từ 63 cho đến 65.000 đồng. Quảng Bình 61 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Khu Quảng Trị nhiều nơi báo giá trên địa bàn Đông Hà có mức giá 61 cho đến 63.000 đồng. Huế bình quân 62 cho đến 63.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn đối với một số địa phương ở thị trường miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi, phổ biến dao động từ 63 cho đến 65.000 đồng. Bình Định duy trì mức giá 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 62 cho đến 63.000 đồng. Khánh Hòa phổ mức giá 62 cho đến 64.000 đồng. Ninh Thuận, Bình Thuận 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi. Lâm Đồng vẫn là địa phương duy trì mức giá cao trong ngày hôm nay khi địa phương này phổ biến khung giá từ 63 cho đến 66.000 đồng. Đắk Lắk 64.000 đồng trên 1 kg. Khu Gia Lai nhiều nơi báo giá trên địa bàn An Khê có mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Còn tum phổi mức giá 64.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông cũng có mức giá 63 cho đến 64.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, đặc biệt khu vực miền Đông Nam Bộ có mức giá dao động từ 63 cho đến 66.000 đồng như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay Bà Rịa Vũng Tàu. Bình Phước trong ngày hôm nay duy trì khung giá từ 63 cho đến 64.000 đồng. Tây Ninh cũng có mức giá tương tự. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ như Bến Tre có mức giá từ 63 cho đến 65.000 đồng. Riêng ở Mỏ Cái Nam, một số hộ chăn nuôi báo giá heo đẹp có mức giá 65.000 đồng trên 1kg. Cần Thơ, 64 cho đến 65.000 đồng. Trên địa bàn Hậu Giang trong ngày hôm nay có mức giá 64.000 đồng trên 1kg. Đồng Tháp, 65 cho đến 66.000 đồng. Vĩnh Long, một số hộ chăn nuôi báo giá trên địa bàn Long Hồ có mức giá 64 cho đến 65.000 đồng trên 1kg. Long An, 65.000 đồng. Cuộc Bến Lức có mức giá này. Bạc Liêu, phổ biến khung giá 64.000 đồng trên 1 kg. Khu vực An Giang, đặc biệt ở huyện An Phú, có mức giá 64 cho đến 65.000 đồng. Tiền Giang trong ngày hôm nay, những đàn heo đẹp có mức giá 64 cho đến 65.000 đồng. Ở cây lợi heo xấu nhiều nơi chỉ báo giá 62 cho đến 63.000 đồng, mức giá khá thấp ở thời điểm hiện tại. Kiên Giang, khu vực Tân Hiệp, Kiên Lương hay Giang Thành có mức giá từ 64 cho đến 65.000 đồng. Sóc Trăng phối mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg, Trà Vinh 64.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật giá heo hơi hàng ngày của chúng tôi.